Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Gian Bếp của Mận. Như thường lệ vào những dịp Giáng sinh, gia đình Mận luôn chuẩn bị những món ăn truyền thống của người Mỹ. Thì hôm nay Mận sẽ cùng quý vị và các bạn chuẩn bị một trong những món ăn truyền thống đó. Đó chính là món đồ uống eggnog. Eggnog thực ra chính là trứng của mình đánh kèm với sữa và mình cho một số gia vị khác, tạo nên một món đồ uống ngon tuyệt vời mà ngay bản thân Mận cũng rất thích món này. Để làm cho món eggnog của mình hôm nay thì Mận sẽ dùng 5 quả trứng gà. Đầu tiên là mình sẽ đi đập trứng gà trước. Thì đập trứng gà thì mình sẽ đập tách phần lòng đỏ và phần lòng trắng trứng gà. Thì mình sẽ đập từng quả một. Mình sẽ cho phần lòng trắng trứng gà vào một cái bát rất lớn. Sau đó cho phần lòng đỏ vào một cái bát nhỏ hơn. Mình đập một quả nữa là 5 quả trứng cho món eggnog của mình hôm nay. Thì mình cũng lọc được cái phần lòng đỏ và lòng trắng trứng như thế này. Cách lọc thì mình cứ đổ qua đổ lại qua cái vỏ trứng này thì cái phần lòng trắng trứng nó sẽ tự khắc và nó sẽ rơi xuống và mình sẽ lọc được cái phần lòng đỏ trứng. Bạn sẽ thấy phần đó là đổ vào đây. Mình sẽ cho 1/3 muỗng đường trắng vào để đánh cùng với cái phần lòng đỏ trứng. Thì bạn sẽ dùng cái đánh trứng như này và bạn sẽ đổ đường vào phần này. Bạn đánh đến khi mà thấy cái phần lòng đỏ trứng của mình nó chuyển sang một vòng màu vàng nhạt là được rồi. Nếu như mình có máy đánh thì bạn dùng máy, mà nếu như mình có cái đánh trứng như này thì bạn dùng cái đánh trứng như này. Thì sau khi mà đánh trứng với đường, bạn thấy đã chuyển sang một màu vàng nhạt và nó đặc lại như này, có nghĩa là mình đã xong rồi. Thì thời gian đánh khoảng 4 đến 5 phút là mình đã đánh xong cái bát trứng của mình. Mình sẽ chuyển sang một bên. Tiếp sau nữa là mình sẽ đi hòa sữa để trộn cùng với cái món trứng mà mình vừa đánh. Thì để cho món eggnog của mình hôm nay thì mình sẽ dùng 500ml sữa, thì khoảng 2 muỗng sữa của mình hay là 2 cup sữa của mình. Loại whole milk, loại sữa tươi whole milk này. Thì sau khi mà cho 500ml sữa tươi vào cái nồi như thế này thì Mận sẽ đổ kèm thêm 200ml loại kem sữa, hay còn gọi là heavy cream, hay là một cup sữa heavy cream của mình. Thì cái heavy cream này Mận cũng tự làm ở nhà. Ở bên châu Phi này nhiều khi không có để mua cho nên là Mận cũng tự làm. Cách làm cũng rất đơn giản, thì Mận sẽ cho cái heavy cream này vào cùng với cái nồi sữa của mình. Và mình sẽ cho một thìa bột nhục đậu khấu, hay còn gọi là 1 teaspoon ground nutmeg này, để cho cái mùi eggnog của mình có hương vị đặc. Mình sẽ đổ một thìa bột nhục đậu khấu này vào cái nồi sữa của mình, đánh đều. Sau đó là mình sẽ cho lên bếp đun sôi. Sau khi mà mình cho 2 muỗng sữa tươi không và 1 muỗng sữa tươi đặc, thì với 1 thìa và 1 thìa bột nhục đậu khấu hay là 1 teaspoon nutmeg, thì mình đã cho lên cái nồi như thế này và mình cho lên bếp, đặt bật bếp ở chế độ lửa rất là lớn. Thì mình dùng cái đánh trứng như này là mình cứ ngoái sữa đến khi bạn thấy cái nồi sữa của mình nó sôi lên, thì có nghĩa là cái bước mà mình nấu sữa đã xong rồi. Nồi sữa của mình đã sôi lên, sủi bọt vào sôi như này thì mình sẽ tắt bếp đi. Bây giờ là mình sẽ đổ cái phần sữa nóng của mình vào cái bát trứng mà mình vừa đánh. Thì mình sẽ múc từng ít một sữa cho vào cái bát trứng của mình. Bởi vì sữa nóng mà mình vừa đổ vào cái bát trứng trực tiếp, đổ quá nhiều nó sẽ làm cho cái trứng của mình nó bị chín. Và trong khi đổ sữa nóng vào bát trứng của mình thì một tay thì mình đổ sữa và một tay thì mình ngoáy thật đều để cho trứng của mình nó không bị chín. Cái thao tác này cũng rất là quan trọng. Mình cứ từ từ được từng tí một. Thì sau khi mà trộn hỗn hợp giữa sữa nóng và trứng của mình thì mình sẽ trộn 1/2 muỗng brandy hay là rum, loại rượu mạnh này vào trong cái món đồ uống của mình hôm nay. Còn nếu như nhà mình các bạn có trẻ nhỏ mà các bạn muốn trẻ nhỏ của mình được thưởng thức cái món eggnog của mình làm thì mình sẽ không cho rượu vào trong cái món eggnog của mình. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho cái brandy này vào. Thì mình sẽ cho 1/2, mình sẽ trộn 1/1, mình cho brandy vào 1/1 thì mình sẽ 1/1 nhỏ rum vào nữa, trộn hỗn hợp cả brandy và rum vào. Mình thích hai cái hương vị này nó trộn vào. Còn nếu như mình có brandy không thì mình cho brandy, còn nếu như mình có rum thì mình cho rum không, hay là bourbon. Thì mình sẽ cũng cho cái hỗn hợp rượu mình vừa trộn vào, 1/2 muỗng rượu mạnh này vào cái hỗn hợp trứng của mình, và mình sẽ ngoáy đều như thế này. Sau khi mà mình cho hỗn hợp sữa nóng của mình vào cái bát trứng và cho 1/2 muỗng rượu mạnh hay là brandy hay là rum của mình
Và sau đó thì Mận sẽ cho đổ vào cái nồi mình vừa nấu sữa và đặt lên bếp đun, bật lửa nhỏ và mình đun đến khi mà thấy cái nồi sữa của mình bốc hơi lên, nó nóng bốc hơi lên. Như vậy là đã xong cái thao tác mà nấu trứng và sữa và rượu mạnh. Thì Mận đã thấy là cái nồi sữa của Mận là nó sủi bọt và nó sánh dần, sánh lại như vậy là được rồi. Mận sẽ tắt bếp đi. Thì sau khi mà cho hỗn hợp trứng sữa của mình vào cái nồi đun, thấy cái nồi sữa của mình nó đã sánh lại như thế này, nó đặc và sánh lại như thế này, thì Mận sẽ đổ ra một cái bát lớn. Mận sẽ đổ, bạn thấy cái hỗn hợp trứng sữa của mình nó sánh đặc đặc lại như thế này là được rồi. Mùi thơm, mùi cái mùi hạt nhục đậu khấu này rất đặc trưng làm cho món ếch nốc của mình. Thì sau đó thì Mận sẽ, bây giờ thì Mận sẽ cho vào ngăn đá, để trong ngăn đá trong khoảng thời gian 30 phút để cho bát sữa của mình vượt lạnh và nguội dần. Trong lúc mà chờ bát trứng của mình lạnh, để trong ngăn đá lạnh, thì Mận sẽ đi làm một cái thao tác cuối cùng, đó là cái thao tác mình sẽ đánh cái phần lòng trắng trứng gà mà mình vừa chia lúc ban đầu, đánh thật bông lên mà giống như đánh meringue. Thì Mận sẽ đánh 5 phần lòng trắng trứng gà đó. Thì để đánh trứng gà thì Mận sẽ dùng cái máy đánh trứng này và bật vào chế độ máy đánh thật nhanh. Sau lúc đánh trứng bông thì Mận sẽ cho khoảng 1 tiếng nữa là 2 miếng trứng trắng vào. Mận đánh nó bông trắng như thế này. Và bạn kiểm tra thấy trứng của mình nó dính vào cái bông trắng và nó dính vào cái máy của mình như vậy đó. Thì sau khi mà đánh trứng bông tạo thành meringue, bông trắng tinh như thế này, bông xốp và trắng tinh như thế này, thì Mận sẽ lấy cái phần trứng, Mận sẽ lấy cái bát trứng mà mình để trong ngăn đá ra. Bây giờ Mận đã thấy cái bát trứng của mình đã xe lạnh lại, nhìn rất là ngon như thế này. Thì Mận sẽ đổ cái bát trứng này vào một cái bát rất là lớn, sẽ đổ vào cái bát lớn như thế này. Mận sẽ vét hết cái phần trứng của mình trong cái bát thì không bị lãng phí, vì cái nước đồ nước uống này rất là ngon, không muốn lãng phí một chút nào. Khi mà đổ xong cái bát trứng của mình vào một bát lớn như này, thì Mận sẽ lấy một phần meringue của mình, có nghĩa là cái phần lòng trắng trứng của mình đánh với đường nó bông như này, Mận sẽ trộn cho vào và Mận sẽ trộn với cái bát trứng của mình. Thì Mận sẽ dùng cái đánh trứng như này và Mận sẽ đảo đều cho nốt chỗ còn lại meringue vào cái bát eggnog của mình, hỗn hợp trứng như thế này gọi là eggnog rồi. Mận cũng sẽ đảo ngoáy thật đều để cho cái meringue và cái hỗn hợp trứng của mình nó quyện lại. Khi mà Mận cho cái meringue vào cái bát trứng lạnh của mình và Mận đã ngoáy đều để cho cái meringue và trứng của mình nó quyện lại với nhau, nó tạo thành độ xốp và độ bông của cái món egg nog của mình như thế này, thì Mận sẽ cho ra một cái bình. Và như vậy thì Mận sẽ cho ra một cái bình mình để. Vậy là Mận đã vừa làm xong món ếch nóc, một món đồ uống truyền thống của người Mỹ nhân dịp Giáng sinh. Thì khi mà mình thưởng thức món ếch nóc này thì mình sẽ uống trực tiếp ngay bây giờ, là mình sẽ để trong tủ lạnh để thật lạnh và mình uống sẽ rất là ngon. Thì Mận sẽ thưởng thức luôn để xem hôm nay mình làm có đúng vị ếch nóc không. Wow, như bạn thấy, wow, rất là ngon. Mỗi lần mà uống ếch nóc này là nhìn thấy mình như có một cái riêng mép, bởi vì cái độ bông và độ xốp của meringue tạo thành món egg nog này cực kỳ ngon. Như sau video lần này thì Mận chúc quý vị và các bạn thành công với món egg nog của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.